Thầy chào các em đã đến với bài giảng của thầy Quang. Trong tiết học này thầy hướng dẫn các em làm các bài tập luyện tập, bài tập thực hành và bài tập vận dụng trong trang số 11. Cuối bài số 1 thiết bị vào và thiết bị ra sách giáo khoa tin học lớp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo nha các em. Bài tập luyện tập đầu tiên, em hãy kể tên các thiết bị vào và thiết bị ra của máy tính để bàn, điện thoại thông minh. Theo em vì sao lại có nhiều loại thiết bị vào ra? Đầu tiên là thầy sẽ kể thiết bị vào và thiết bị ra của máy tính đĩa bàn nhé các em. Máy tính đĩa bàn thì thiết bị vào gồm có là bàn phím, chuột, micro, webcam. Thiết bị ra thì gồm có là màn hình, loa. Còn điện thoại thông minh thì thiết bị vào là màn hình cảm ứng, micro, camera. Còn thiết bị ra là màn hình, loa. Vì sao mà có nhiều loại thiết bị vào ra ha? Thì có nhiều loại thiết bị vào ra là vì thông tin đưa vào máy tính và thông tin đưa ra từ máy tính, hay là đưa vào điện thoại, đưa ra từ điện thoại đấy các em. Thì có nhiều dạng khác nhau, vì thông tin có nhiều dạng khác nhau, do đó thì cần phải có nhiều loại thiết bị vào và thiết bị ra khác nhau ha. Bài tập luyện tập số 2, theo em vì sao các thiết bị vào ra được thiết kế đa dạng, nêu ví dụ minh họa. Thiết bị vào ra được thiết kế đa dạng là vì để đáp ứng nhu cầu khác nhau của những người dùng. Người dùng thì có rất là nhiều nhu cầu các em. Thì để cho phù hợp cái nhu cầu của người dùng thì người ta thiết kế ra những cái thiết bị vào ra rất là đa dạng ha. Ở đây ví dụ như là thiết bị phát âm thanh ra như là loa nè, tai nghe Bluetooth. Thì tùy từng trường hợp mà theo nhu cầu sử dụng của người dùng thì người ta có thể là dùng loa để có thể là nhiều người nghe. Sử dụng tai nghe hoặc là tai nghe Bluetooth để nghe một mình, ví dụ như vậy. Bài tập và luyện tập số 3 là hãy nêu một số thao tác lắp ráp sử dụng thiết bị không đúng sẽ gây ra lỗi cho thiết bị, phần mềm, dữ liệu và gây ra nguy hiểm cho con người. Thì đề bài yêu cầu các em hãy nêu một số thao tác thôi chứ không phải là nêu tất cả. Do đó thì ở đây các em có thể là lựa chọn là 3 hay là 4 thao tác gì đó thôi, mình trình bày ha. Thì ví dụ như là một số thao tác là lắp ráp sử dụng thiết bị không đúng. Chẳng hạn như là chạm tay vào phần kim loại của máy tính khi mà chưa tắt nguồn điện sẽ bị điện giật, đó là gây nguy hiểm cho con người ha. Hoặc là cái thứ hai là các em cắm đầu nối và cổng kết nối có hình dạng cấu tạo kích thước không phù hợp sẽ không cắm được đầu nối và cổng kết nối ha. Vấn đề thứ ba là các em lắc mạnh khi mà đưa đầu nối vào cổng kết nối có thể là gây ra hư hỏng thiết bị ha. Thứ tư là các em có thể là tắt máy tính bằng cách là nhấn giữ nút nguồn hoặc là ngắt nguồn điện đột ngột sẽ gây ra lỗi cho phần mềm. Đó là một cái số thao tác mà có thể là gây ra lỗi cho thiết bị, phần mềm, dữ liệu hay là nguy hiểm cho con người. Các em có thể là trình bày thêm. Bài tập và thực hành. Quan sát và gọi tên các cổng kết nối có trên máy tính mà em đang sử dụng. Rồi. Thì ở đây, máy tính em đang sử dụng, có thể là em đang sử dụng máy tính đĩa bàn, có thể là em đang sử dụng máy tính xách tay. Thì ở đây là máy tính xách tay các em. Thầy chụp cái hình ảnh của máy tính xách tay ở đây. Thì ở đây các em thấy đây, đầu tiên đây là hai cái khe này. Hai khe này là hai khe đọc thẻ nhớ nha. Tức là mình có một cái thẻ nhớ, mình sẽ gắn vào trong khe này ha, để máy tính mình đọc thẻ nhớ. Rồi tiếp theo cái cổng này là cái cổng LAN. Cổng LAN là gì? Cổng LAN là cái cổng để cắm cái dây mạng vào để mình kết nối internet đó các em. Rồi đây là cổng VGA nha, để xuất hình ảnh qua cái cổng này. Tiếp theo thì đây là cổng HDMI. Cổng HDMI này để xuất hình ảnh và âm thanh luôn ha. Còn ở đây là các cái cổng USB. Ở đây cũng là cổng USB, nhưng mà cổng USB này cổng USB 3.0. Cái tốc độ truyền dữ liệu nó sẽ nhanh hơn cổng 2.0 ha. Còn ở đây là cái jack cắm sạc, mình sẽ cắm cái dây sạc vào đây để mình sạc pin ha. Rồi mặt bên kia thì các em thấy có những cái cổng như thế này. Đầu tiên ở đây, đây là cái ổ đĩa quang. Ổ đĩa quang tức là ổ đĩa CD, ổ đĩa DVD rồi đó, mình gắn cái đĩa vào ha. Rồi ở đây là một cái khóa. Khóa ở đây để khi mà người ta trưng bày sản phẩm đó, người ta có thể là khóa cái sản phẩm lại ha. Rồi ở đây có hai cái dắt tròn tròn ở đây. Ở đây là cái cổng 3.5 mm
cổng 3.5 mm hay người ta gọi là 3.5 ly đó các em. Đấy, là cổng đây. Để các em có thể là bên đây thì là để kết nối micro nè, có biểu tượng micro nè, còn bên đây thì để kết nối ga loa và tai nghe, vân vân. Bài tập số 2 là em thực hiện lắp ráp một số thiết bị như là chuột nè, bàn phím, màn hình, tai nghe, vân vân. Và cáp nguồn điện cho máy tính để bàn ha. Sau khi các em kết nối xong rồi thì các em khởi động máy tính và dùng thử để kiểm tra cái sự hoạt động của các cái thiết bị mà các em vừa mới kết nối nha. Rồi ngay sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em thực hiện ha. Đây là cái cổng cấp nguồn cho màn hình nha các bạn. Mình sẽ cắm vào để mình cấp nguồn điện cho màn hình ha. Các bạn thấy ở trên thân máy ở phía sau nó cũng có một cái cổng để cấp nguồn cho thân máy các bạn. Mình sẽ cắm vào ha, cắm dây vào. Sợi dây VGA này nó có hai đầu nha. Một đầu thì các bạn cắm vào cổng VGA ở trên màn hình nè. Đây, các bạn thấy đây. Cổng màu xanh này nè, là cổng VGA nha các bạn. Rồi mình sẽ gắn vào ha. Đầu còn lại thì các bạn gắn vào cổng VGA ở trên thân máy nha. Đây, thân máy có cổng VGA nè các bạn. Thì cái thân máy này có tới hai cổng VGA nha. Cổng VGA ở dưới này nè là cổng VGA của card màn hình. Thì các bạn có thể là gắn vào cổng VGA này ha. Đây, mình gắn vào như thế là xong rồi các bạn. Và ở bên trên thì các bạn thấy có các cái cổng USB. Các cái cổng USB này để cho các bạn có thể là cắm chuột với bàn phím nha. Đầu tiên mình sẽ gắn bàn phím cho ha. Đó. Tương tự thì chuột cũng vậy luôn các bạn, cũng có cái cổng USB ha. Mình sẽ gắn vào cổng USB khác nha. Còn cái cổng này là cái cổng mạng LAN ha, để các bạn có thể là cắm cái dây mạng vào để mình kết nối mạng bằng dây nha. Rồi ở các bạn thấy ở dưới nè, có ba cái giắc tròn tròn đó, là ba cái giắc đó là 3.5 mm. Mình có thể là để cắm micro, cắm loa ở bên dưới nha các bạn. Sau khi các bạn kết nối giữa màn hình với thân máy, kết nối bàn phím với chuột xong thì các bạn cấp nguồn cho màn hình cũng như thân máy ha. Các bạn cắm hai cái phích cắm này vào ổ điện nha. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút nguồn nè để khởi động máy ha. Thì các bạn thấy cái đèn xanh nó cháy lên rồi đó. Hiện tại thì máy tính đang khởi động lên nha. Các bạn chờ khoảng vài giây để máy tính khởi động vào Windows nha. Như vậy là máy tính đã khởi động thành công và chuột bàn phím sử dụng được bình thường ha. Như vậy là các bạn đã kết nối các cái cáp cũng như là các cái cổng kết nối thành công rồi đấy. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài thực hành số 3 nha. Em hãy quan sát và chỉ ra các thiết bị vào và thiết bị ra trên máy tính xách tay. Việc thứ hai là em mở phần mềm MySoftBand và sử dụng cái dùng cảm ứng chuột để vẽ một hình theo ý thích nha. Rồi, đầu tiên là chỉ ra thiết bị vào và thiết bị ra trên máy tính xách tay. Đây là chiếc máy tính xách tay nha. Đầu tiên thiết bị vào đó là bàn phím. Bàn phím là thiết bị vào ha, để nhập thông tin từ bên ngoài vào máy tính nha. Cái thứ hai thiết bị vào nữa là chuột ha. Đây là chuột ha, đây là dùng cảm ứng của chuột nha. Thì laptop có một cái chuột cảm ứng ở đây. Cái thứ ba, đây là thiết bị vào, đây là cái camera để ghi những cái hình ảnh từ bên ngoài môi trường đưa vào máy tính ha. Đây là camera thiết bị vào nha. Đây có một cái thiết bị ra, đó là màn hình. Màn hình là thiết bị ra nha. Màn hình là thiết bị ra nha các em, để đưa thông tin từ máy tính ra môi trường bên ngoài ha. Rồi tiếp theo, ở chỗ này nè các em, ở bên phải đây, ở trong cái góc nè, chỗ khuất tối tối nè, nó có một cái loa nha. Và ở bên trái này nó cũng có cái loa nữa. Một cái máy tính xách tay như vậy nó có hai cái loa hai bên. Thì loa là thiết bị ra nha, để đưa âm thanh từ trong máy tính ra để cho chúng ta có thể là nghe nhạc ha. Tiếp theo là thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng phần mềm MySoftBand và sử dụng dùng cảm ứng của chuột để vẽ theo ý thích của em ha. Đây dùng cảm ứng ở đây và sử dụng phần mềm Band để vẽ một cái hình nào đó trên màn hình nha. Đầu tiên thì các em mở máy tính lên như thế này ha. Rồi tiếp theo sau đó thì các em nhấn vào nút xa nè, nút xa. Các em tìm phần mềm Band nha. Đây nè, đây là phần mềm Band nè các em. Còn nếu như các em không thấy phần mềm Band á thì các em nhấn vào cái ô search cái. Rồi các em gõ cho thầy chữ Band nha. B A I N T.
Thì phần mềm Ben nó sẽ xuất hiện ở đây nha. Mình sẽ click vào để mình mở lên ha. Đây, lúc này Ben mở lên nè các em. Bây giờ mình sẽ chọn một cái cây viết nha. Thầy sẽ chọn cây viết ở đây. Rồi bây giờ thầy sẽ sử dụng cái dùng cảm ứng ở trên màn hình để thầy vẽ một cái trái tim nha. Đây, vẽ trái tim. Đây. Hay là vẽ một cái hình tròn gì đó các em. Cái hình tròn. À, vẽ hình vuông chẳng hạn. Ôi, hơi méo rồi. À, thì các em tập vẽ viết cho nó quen. Thì các em sẽ vẽ ngay lại ha. Đó. À, như vậy là các em đã hoàn thành được cái bài tập thực hành này ha. Tiếp theo thì các em làm bài tập thực hành số 4 nè. Các em quan sát và chỉ ra loa camera trên điện thoại thông minh. Mở một ứng dụng tin nhắn trên điện thoại thông minh và nhập một tin nhắn bằng cách là sử dụng bàn phím ảo. Thì đầu tiên các em chỉ ra cho thầy loa và camera trên điện thoại thông minh nha. Các em nhìn dưới đây, đây là điện thoại thông minh nè. Đầu tiên ở đây là cái camera các em, cái dùng chỗ đen đen lên nè ha, là camera trước nha. Rồi tiếp theo ở đây là camera sau các em ha. Điện thoại thông minh thì thường có camera trước và camera sau luôn nha. Rồi tiếp theo nữa, loa, chỉ ra loa ha, loa ở đâu? Đây loa ở đây nè các em. Đây loa ở đây, loa người ta gọi là loa trong. Loa này dùng để mình áp vào sát tai mình để mình nghe gọi đó. Đó. Nó có một cái khe nhỏ ở đây nè, nó sẽ phát âm thanh ra ở đây. Rồi có một cái vị trí này nữa các em, cái mặt dưới á các em, mặt dưới của điện thoại á. Ha. Thì nó có một cái loa, nó phát ra ở đây, người ta gọi là loa ngoài. Thì loa ngoài này phát âm thanh lớn hơn loa trong nha. Tiếp theo nữa thì thầy sẽ mở ứng dụng trên điện thoại thông minh nha. Rồi thầy hướng dẫn các em nhập một cái tin nhắn bằng phím ảo nha. Các em mở điện thoại lên nha. Rồi sau đó các em nhấn vào một tin nhắn nè. Các em sử dụng bằng phím ảo, các em nhập cho thầy một câu nha. Ví dụ như là chào các bạn học sinh lớp 7. Xong rồi, như vậy là mình đã hoàn thành rồi đó các em. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập vận dụng trang số 11 ha. Các em tìm hiểu và cho biết những bộ phận nào của máy tính trong phòng thực hành tin học hay bị hỏng. Theo em thì nguyên nhân các thiết bị đó bị hỏng là gì ha. Thì các em tìm hiểu trong phòng tin học của mình coi cái thiết bị nào hay bị hỏng ha. Thì chỉ ra nguyên nhân theo em. Thì cũng tùy vào từng phòng máy ha, tùy vào từng lớp mà có thể là các em chỉ ra cái thiết bị bị hỏng có thể khác nhau. Tuy nhiên thì ở đây thầy có một cái ví dụ thế này. Bộ phận thường hay bị hỏng trong phòng thực hành là bàn phím. Vì phòng thực hành ở đây thì bàn phím hay bị hỏng lắm các em. Thì nguyên nhân theo em đó là do gõ bàn phím không đúng cách, gõ mạnh tay nên là dễ hỏng phím ha. Thì các em cũng có thể là trả lời như thế này. Hoặc là các em có thể là chỉ ra một cái thiết bị khác mà nó hay bị hỏng và các em có thể là chỉ ra nguyên nhân mà nó hỏng là được ha. Không nhất thiết là phải đúng là phải cái bàn phím nha các em. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em cách làm bài tập và luyện tập và vận dụng cũng như là các cái bài tập thực hành cuối bài số 1 thiết bị vào và thiết bị ra trang số 11 sách giáo khoa tin học lớp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo. Thầy chúc các em học tập tốt, đạt được nhiều điểm cao. Thầy hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau nhé.